sebenarnya ini dương nâng bật to để riêng tiết hay dương nhôm nâng dày dòng pi về sự việc này nè đây tại tơ mỗi ca tiên để ta pi pi web sự việc pi API do mở phần hai là con Android hay dương đã chỉ mỗi RecyclerView tiết tới nâng ấy hay chứ nhôm oi mơ sample nhôm tí ok. Cấp bất tới là ní via data đại dương bằng hai ní via chia data tiên vi server mà nâng này chẳng rương API thua API nhom ọt khoa thế hay này ọt nế giờ API nhắn giờ mau bị nà trong API nhắn này hay thưa giờ server side na giờ mà thưa cái đâu được chia thơ dương giờ PHP giờ mà thơ của bạn dương giờ .NET của bạn Python của bạn Java của bạn Spring của bạn Node.js của bạn nhưng mà khó đấy ha API nó bia đào giờ web service mùi ná nhưng mà khó thì đây còn khá cứ thơ mấy ao tại dương bên API chia prophets chỉ sẵn cứ dương tự đăng là một dạng và đăng thấy muốn nâng cho đào Mary nó nhóm xong bằng hai pin và xe thì ở thôi mình đã không Android dương trong tiên data pi server màu trắng dương ai đã xây từ đây đã bếp to ba này trắng nó không ở Android app bao dưỡng nó về để dương trong thua dùng mùi API được quay data bị API máu chỉ bảo vệ chỉ sẵn đó trắng các bất tới dương client chia client mùi ba tờ hơi mình này hai dương client mình này dương chứ cứ chỉ nè tới require pk ở quay cái nào oi tay chỉ nè require oi tay chỉ nè xong cái cứ chỉ client này năng này chẳng dương Android dương bên này đa tôi chỉ client với và tôi máu dương a cái lấy nè PHP REST API engine nè mình này ha anh đang đi nhung vậy mà nhân tha dương vô web server một biến nó như vô PHP vô mà thua ra API máu đậm bấy ban API mùi nó ngày hay API nó dương I mean setter accessor này dương I mean setter accessor data để dương ban store nó không để đậm bấy nó tôi bảo ủa họ than ở bên để Android dương ở tất cả data chỉ một hệ để kê ở hai thay dương tất cả article chúng tôi mà rồi article chẳng dương thực ra quay từ API để dương ban biết bây giờ bây giờ chơi PHP nó còn nói API và dương tư request và to được cắn MySQL để tập bày nhưng ưu thọ ta nhưng giờ vậy MySQL để tập bày thằng máu hay và to máu nó p đây vi request tôi chỉ success chứ tôi chỉ fail có biết tôi đây respond mà quên đây bởi sân chỉ vi success vi respond máu min đại tàng á bởi sân chỉ out success thế via response nó giữa admin data rồi môi cô via error port ấy nhân tới error connection ấy nhân tới via từ tam năng đài năng này đó bé dương return máu và sân chỉ ban data viên nắng response máu client Android và dương vấn đề chia một hết JSON năng này chẳng đó bé dương ban JSON và ban năng thấy dương do mô tờ xây là không Android và dương nhé tờ xây chia một hết ấy kê nữa hay dương chọn bạn đã màu waiting để ta mấy áo ấy strike để tam dương đi dài này chân xua chê san không việc mày chân nhóm mừng bằng hái và phê chê san nơi này ọt này mờ chân cho được căn browser thì tới hay đi nhóm ai nào nếu mưa này tí chân cái lại ní vì chê san riêng chê san dương tự đăng chân ạ à. Đi nhóm do chê san thôi mình ai do mà giờ một phần hai thế vì admin một smart thế và sân chia cái chia bill nè bill API client maintain cái admin và tranh máu tập và chạy về main data về main message về main response message anh chẳng anh đi dương còn là dương vậy chia sample đấy năng ấy mình chẳng chê sáng vì ta chê san vào mắt này ông trăm ngoài chấm ba này thà chê san vì mình ví dụ hệ cứ chê san là rễ năng chê san object hay xu tha chê san object những cái chân nám là sai kê hay chê san là rễ cái chân nám là sai kê អត់មានអីពិបាកមើលអ្នកនរគ្នាឲ្យតែឃើញសញ្ញាឃ្នាប គឺជា array ហើយ JSON array ឲ្យតែឃើញអាសញ្ញាអាសញ្ញាតាគៀបនេះអានេះមិនមែនអានេះណាអានេះតាគៀបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ JSON object អញ្ចឹងការទាញយក data ហ្នឹងក៏វាមានប្រភេទវាដែរបើសិនជាយើងនៅក្នុងយើងពេលយើងនៅពេលដែល API យើង respond ទៅកាន់ Android របស់យើងហើយវា respond ជាអីយើងត្រូវដឹងវា respond ជា JSON array ឬមួយក៏ជា JSON object អញ្ចឹងយើងចាប់តាម JSON array ឬមួយក៏ JSON object តែផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែរੂវាតែមួយឯងគ្រាន់តែការទៅទាញយក data នឹងវាផ្សេងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ JSON ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Android របស់គ្នា ខ្ញុំបានបង្កើតបច្ចេកមួយខ្ញុំដាក់ថា Volley web service អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រើការទាញយក data API ខ្ញុំប្រើ Volley អញ្ចឹងនៅក្នុង Android វាអាចប្រើបានច្រើនយើងមាន async យើងមាន straight អាហ្នឹងគេហៅអី straight មកហ្នឹង street មកខ្ញុំអត់សូវចេះអានអាហ្នឹងហើយមួយទៀត Volley ហ្នឹងហើយមួយទៀតដែលវា ថ្មីហើយពេញនិយមពេលបច្ចុប្បន្នគឺ retrofit ប៉ុន្តែនៅក្នុង video នេះខ្ញុំអត់និយាយរឿង retrofit ទេព្រោះថាវាពិបាកយល់មែនតើតអ្នកនរគ្នាចេះ web service ច្បាស់បានយើងអាចទៅធ្វើ retrofit ហ្នឹងបានអញ្ចឹងនៅក្នុង video នេះខ្ញុំលើកយក Volley យកមកនិយាយអញ្ចឹងមិនបាច់គិតច្រើន add dependency តាមខ្ញុំសិន gradle អញ្ចឹងខ្ញុំបាន copy ទុកហ៎ ខ្ញុំភ្ជាប់ចូលអ៊ីនធឺណិត អញ្ចឹងយើងcopy ពីបន្ទាត់នេះមកហើយចាំខ្ញុំបញ្យល់ អញ្ចឹងអា Android Volley នេះគឺជា library របស់ Volley យើង add មកដើម្បីប្រើរបស់វាបានហើយអា ទី 2 នេះ google.code.json version នេះគឺជា library មួយទុក convert ដូចថា JSON យើងជាប្រភេទ array ជាប្រភេទ object អីអញ្ចឹងយើងត្រូវ convert វាមកដាក់ក្នុង list របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអា library ហ្នឹងគឺជា library សម្រាប់ convert JSON array JSON object របស់យើងអូខេឥឡូវពេញហើយអញ្ចឹង យើងចូលទៅកាន់ class របស់យើងកុំតន់គិតថាតើយើង load មកយកទៅដាក់ណាអីណាសំខាន់យើង load មកវា success អត់អញ្ចឹងនៅក្នុង video នេះខ្ញុំយក JSON ខ្ញុំយកជា fake JSON នេះ JSON នៅក្នុង internet ដែលគេយកយើងទុកយើង test ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយមកបើយើងចង់គ្រាន់តែ test រៀនទេយើងវាយនៅក្នុង browser យើងដាក់ fake JSON API ហ្នឹងមក ហើយយើងយកនេះ JSON placeholder នេះមក fake online REST API នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកនេះមក post ចំនួន 100 item អូខេនេះ 100 item នេះយើងតែនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនេះគឺជា array នេះគឺជា object អញ្ចឹងយើងយក URL ហ្នឹង អូខេ sorry យើងយក URL នេះមកបន្ទាប់មក អូខេ ណា បន្ទាប់មកយើងបង្កើត string មួយឲ្យហើយមកយើងដាក់ string URL មួយមកហើយយើង initialize វា អូខេយើងដាក់ URL នេះយើងចូលមកផ្លេចមកអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការនៅហៅនៅ class វាមួយ class របស់ Volley នេះខ្ញុំ copy ខ្ញុំអត់សូវនិយាយទៅខ្ញុំអត់សូវចាំ code តែខ្ញុំចេះ copy code Volley មួយមកអូខេយើងបាននេះទុកហៅអា URL នេះចូល data យើងបង្ហាញអញ្ចឹងឲ្យសេតាមខ្ញុំមកហ្នឹងហើយហើយនេះយើងមាន string array នេះមួយ string request នេះមួយយើងទុក request នេះវា string request JSON យើងមក អញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចជាបែបនេះ new. Vì vậy chạy chẳng bia AP đại dương thua bài ní bia nè nhưng mà dỡ chẳng dừng đã châu cho lọt niệm đi ở hai mà của mọi việc chạy nhẹ rồi nhưng trời override nơi message on error nguy tiện và xong chỉ bia error require năng viên châu message năng này hình chẳng là nhưng mà vô lại nên tiện chẳng là dương bậc cao nơi hai là class string require này mỗi dương tăng qua robot data này máu hơi dương bậc cao này object view muối object này get data này và to máu dương require thôi mình đã ca require REST API về miền message đầu tiên về miền message đi chỉ get đi chỉ post đi chỉ update update cho muối năng put năng ở về miền buôn message năng tầm can nên chẳng là không năng và xin thì dương trong không nhưng thường mấy pha thường mấy upload chia email upload chia file chia ấy riêng message bảo vệ mình dùng chọn trên đăng tiện mình chẳng về đấy dương trong load data vì API mà chẳng dương từ pra message get chẳng dương là xe chẳng máu dương pra message get dương require ta message get chừng mũi nhân URL và dưỡng dương ra URL và dưỡng dương mà làm máu hỡi dương bật card listener bảo vệ thành là P là vì response nó vì success rồi mới có fail và xin chỉ vì fail vì đằng chỗ để khán on error đi và xin chỉ vì success vì đằng chỗ on response đây data bởi dưới return này là không ở ba bài tên này chẳng là P là dương trong hai dương hai tam response là ngày chẳng dương ai ở tay mơ bán thật tá dương thì response mở success on chẳng dương ai log mơ bán log đọc ý chạy mà ok mà để chúng ta respond máu ok và nâng máu ba này chẳng bởi sân chỉ biết sắc sẽ vì làm trâu respond nâng và sân chỉ biết phá dân lọc mơ phèn mà on phèn nhưng mà ok nâng này on phèn ok chẳng để sao thì dân thua nó trơ ca chlong cắt nó internet dân ở xây data bị internet dân như thờ ca pra và vệ sinh rồi bạn nơi còn bị sân internet luôn đó bọn mình đi học cháy như này chính những ai run mở bán ok lỡ ở vì cháy mới run mất gọi mình cười ấy đây cứ blank tập tê thì thay dương ở bán thực cả ấy dừng khoảng lọc mời chẳng vì sáng xe on dương lọc mơ được không ở Android monitor và dương má ok dương lọc mơ với ok cười miền nó PP ok no phụ thai dương ở toàn ban hai gắn đi dương một phở thế thì anh đi nơi tập tê xa bỏ anh đi gọi xa đây dương miền ban hai đi một phở xong nhưng lấy chẳng là dương thường cho một căn này nhẹ khổ mà nắng dương cũng đã lừa khổ mà nắng hay dương đã dương hai là class này dương mà object này class quay này dương mà hãy dot s hai dot s thấy chúng đã gây data dân chỗ mà cái dân ran pha mấy ok lời bạn đời chẳng vì mình tranh ấy từ này còn dương log mới mọn ok hình ớt chia san vào giường ấy để chia san vào giường nhưng do pin đi máu phải chia san vào giường nữa những ai đi lịch muối nè san ấy nè fresh ấy ní ok ní này chẳng chứ do chia san nhân bàn mà màu chẳng xua tha dương giờ bàn màu hay tới thơ mà dương ai tình nhạc giờ nè để tao với môi môi được không chia san thằng ban dương thằng mất tịch phụ thao về miền nghiệp đi về miền lại chia san là re phong chia san object phong về miền tròn ấy nòm dương thì giờ bán thái thó thì giờ bán bỏ đi chẳng xua thầy dương thổi tự do mạch trắng đậm bây thì giờ bán đi nhôm vậy vì làm những thay dẫn đợi đăng ta chia san lắm vì chưa có phê để kể chia san là đấy nó vừa có chia san học chị chẳng là đấy để sao đặc biệt bà mắc cười nhưng cười mình khnếp nhưng chẳng là nắng hái cứ chia san là rẻ những chia san lắm vì chưa có phê chia san là rẻ chẳng là bây chạp chia san là rẻ dương ban depend grade đo mùi mà nhớ cứ ở nè ở Google đo chia san ấy chẳng ấy. Chẳng những thực ca convert biết tam năng ចឹងដើម្បីហៅ class convert នឹងបានយើងចូលមកកាន់កន្លែងណាកន្លែងអូខេបាទចូលមកកាន់ on response ហ្នឹងហ្មងទៅហើយយើងនឹង copy ហ្មងខ្ញុំអត់ចាំទេថ្ងៃនេះយើងត្រូវការ3បន្ទាត់នេះអូខេយើងត្រូវការនៅ3បន្ទាត់នេះអញ្ចឹងដើម្បីចាប់វាបានអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការនៅ class model មួយអញ្ចឹងដល់យើងត្រូវការនៅ class model ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីទុកនេះmerge អា data របស់យើងជាមួយនឹង JSON ហ្នឹង merge វាដើម្បី merge វាឲ្យវាស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងដើម្បីយើងទៅបង្កើត class model មួយយើង copy មកខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យថាតើប្រើ tool អីដែលល្អដើម្បីសេរី live វាអញ្ចឹងយើង copy ទាំងអស់មកយើងកុំខ្វល់ជាមួយនឹង AAC យើងមិនខ្វល់អីទេយើងនឹងតែ copy វាទាំងអស់មកអូខេហើយយើងចូលទៅកាន់នេះយើងបង្កើតនៅ model របស់យើងមួយអូខេ model យើងដាក់ថា model model request អូខេ model request អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងដាក់យើងត្រូវចុចបើសិននៅក្នុង make យើងចុច comment n ហើយអានេះបើសិនជាអ្នកអស់គ្នាអត់បាន add plugin គឺអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បី add login អ្នកអរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងបើសិនជានៅក្នុង Windows ដូចជាយើងចូលទៅកាន់ setting ហើយបើសិនជានៅក្នុង Mac យើងចូលទៅកាន់ preference ហើយយើង search ពាក្យថា plugin មកយើង add plugin វាអូខេណា plugin ok này plug in, nên chắn dân sơi mà dân sơi lại nhấn dân đã DTO generator, tại sao nhóm anh install hỏi vì mình chạy nhỏ kia thế, ok chắn dân install vi thỏm nào anh ấy còn là về return nơi restart nơi Android Studio dân mà đòn, nên chắn dân cho mới dân generate vía, dân copy vi đằng ao cho năng mau dân cũng khó lắm, hay dân tao phi rồi dân tự cả bóc tam mấy kề giống như bóc tam ở getter setter mà ok hay ở JSON mà dướng từ ca pra nơi comment khai on có xin dướng từ ca pra nơi comment khai dướng ở check tree phía máu viên đừng generate ở dướng hay ảnh ý bà xin dường miền phía là đôi khi viên đừng generate có 3 số âm mùi dường ok chân dướng check ok mà chân viên đừng ban class model require dường mùi để dân request này dân mơ cho mỗi những series line này nó mình đây ta class này nơi không vùng cho parameter này nơi không series line này vì thời đã đôi cho mỗi năng nhẹ vì thời dùng đôi cho mỗi năng chúng muốn được không chia sàn vào dưới title user ID cứ user ID cứ ID title cứ thời tập đôi khi cứ bên đây thay dương chắp mới tạm nằm và sẽ như chung năng copy JSON vào dưỡng cứ dương mình ai cho cả ba nhà vía score này bạn này hè đấy dương idol và tạm chặt anh ấy cứ chụp phía là con Android dùng tàng đấy dương idol mà ok chắn dương ba là class model và dương mùi vậy chắn đời xa là mấy nhóm an vậy ấy tha dương chia san và dưỡng chia cặp hết array chắn dương thơ ca convert vía pi array năng do mình đã được nóng dương thơ ca convert chia san array nữa chắn là mấy convert việc bán dương thử miền class mối đấy lịch mùi mới dương bỏ lý thì nhóm an vậy mình nữa anh ấy model request chẳng nó bây giờ model request Trước thời gian này nhóm man dày bánh ha, via JSON mà dương chia một pen array này, trước dương convert via array do dương vô màn đi. Trong bản thân view chỉ JSON object dương convert via byte chỉ JSON object fc pin nằm từng tờ này. Nên là sao đấy view chỉ JSON array. Trước dương convert via bạn đấy. Tôm man ở đây dương convert mà thấy dương trơn lưu vía mà ai mà đo mùi giờ mà đã nâng list thay vào dương. Cái nên thực ra bậc cả ly dương mùi máu. Anh ấy ly bởi dương để chịu page model đấy kia. Model dương đặt hàng array ly máu array list small new array list. Ok. Nhìn chứng nhưng thực ra lưu mà dương ban convert nghĩa mà đo mà item ngọc phía do bạn đã là nó array ly vào dương. Cái nào bây lưu mà dương lưu về máy lưu tao for x. Ok. Model request hay ở dương tao variable ngoài âm mùi máu. Ok. Hay dương rú lưu đi anh đi à dương ban convert nữa. Ok. Oh no. Ok, no. Đấy, và anh ấy ca bích for rồi. Trong chờ lòng đã if. Trong là cái call. Nhưng ok. Chẳng qua đấy. Trong bên đây tha luôn mà đón viên nâng tự tới tiên do mặt phía trắng dưới người NPD viên luôn mà đón. Dương thực ca rồi viết boss tự chỗ được nóng ly vào giờ. Đi để dương man mà ca đấy. Ok. Dương thực bon vi cho mó dương dot s. S model và dương cho mà. Ok. Nhìn chẳng viên năng bán ai thông dưới lúc đó bán mũi bao cho array list lúc pi đó bao cho pi lúc bay đó bao cho bay lúc mà nó bao cho nó chẳng dương thực ra lọt nguyên array list vào dưới dot to string chẳng làm bây giờ việc bằng hai chỉ tịch chia array list dương nữa bán dương thực ra tới override nơi thu string rồi dương nữa nằm bây dương mới còn tầm mơ đấy nó bạn miền này đấy chắn dương bà nãy dương ai ran nữa ok lời màu ấy chẳng biết mình thực cả y tế nhưng còn lọt người đấy chẳng nhưng cho má những ai quay PP và bán ở cái màu nè cấp bách màu này bây giờ model require user ID thay thôi này màu hay body này nè rồi sao mình trắng đi trên đi error cấp bách đấy chẳng chừng ID data và dương đã từ cho array list ban này chẳng được về để dương tin data dương đã chơi từ trong array list ban hay cứ gọi với cứ chop sắp crop trong thằng cứ dương ai giờ data và dương giờ từ thua ấy các bạn này dương giờ tới bằng hàng dương giờ tới thưa ấy ta mà gọi để dương chọn các bạn chẳng nó video này sao phải chịu về bé người ta nhung chọn detail lại cho bạn đấy hay person gì giống vậy tới câu tròn á dương ai chưa recommend bằng nhóm bán hay video này dương mình đọc bản năng hay nơi video và tọp tiết nhôm năng phương cá tiên đã đi vào dương thì array đi vào dương để dương do để ta bị chia san bán nó đã trôi được nóng RecyclerView vào dương những RecyclerView vào dương định nhôm ăn hàng những vị đào hoa đấy mày đấy nếu dương mình đặt là nếu dương đã mà lên mà lý về miền Thái thò về body vào dương đấy ok chẳng bà nãy chẳng nơi video có nói nhưng mình như vậy mình to tiết ok. Hãy ở trong cõi xong chui subscribe channel mọi người. Ok, bye.